chúng ta đã biết một số câu thông dụng bắt đầu khi mình khơi mở một cuộc nói chuyện với người lạ. Chúng ta tìm cái điểm tương đồng hoặc chúng ta tìm một cái điểm nào đó để khen người khác, để bắt đầu câu chuyện và giới thiệu. Bây giờ một số câu nói rất đơn giản mà các bạn phải thuộc nằm lòng để chúng ta bắt đầu tiếp tục câu chuyện. Mình giới thiệu mình rồi thì mình sẽ tiếp tục nói những điều gì khi mà mình không biết người khác nhiều, đúng không các bạn? Thì một trong những số câu đó như sau. Thứ nhất, bạn sẽ dùng mẫu câu What do you think of? What do you think of? Các bạn nhớ đừng có đọc cái chữ do quá mạnh, bởi vì đây nó chỉ là trợ động từ thôi, nó không có nghĩa chính. Giờ mình đọc lướt nó qua, do mình có thể đọc lên rất là nhẹ thôi. Và chữ think thì nối cái think of, mình sẽ nối qua luôn think of, think of, think of, ok? What do you think of? What do you think of? What do you think of? Thí dụ như chúng ta đang mới xem một trận đá bóng tối hôm qua, khi mình gặp mình có thể nói I'm so excited about our Vietnam football team. What do you think of the football game last night? What do you think of the football game last night? What do you think of the football game last night? Bạn có thể thêm vào đó là kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết, hay một cái chương trình gì đó, một bài trình bày gì đó. Luôn luôn mình hỏi ý kiến người ta câu hỏi mở What do you think of? Và bạn thêm một cái danh từ sau đó. Trận đá bóng, football, một buổi tiệc, party, một buổi trình diễn thời trang, fashion show. Bạn có thể nối tiếp câu nó vào What do you think of the football game? What do you think of the fashion show? What do you think of the year-end party? Bạn nghĩ nó như thế nào? Hoặc là một câu thứ hai là mình hỏi người ta một cái câu không quá riêng tư nhưng cũng vừa phải. Đó là mình hỏi người ta sẽ làm gì khi bạn có thời gian rảnh. Đó là một trong những cái câu xã giao mà không quá sâu, cũng không quá nông cạn. What will you do? What do you do? What do you do? What will you do? Ví dụ, tôi có thể nói What will you do this weekend? What do you do during the Tết vacation? Cuối tuần này thì bạn làm gì? Cái kỳ nghỉ Tết này thì bạn sẽ làm gì? Bạn dùng cấu trúc What did you do? What will you do? Và một cái hay nữa là khi mà mình để cho người ta có một cái dịp, người ta giúp đỡ mình, người ta quan trọng mình, tin tưởng cái lời khuyên của người ta, thì là một cái cách rất là tuyệt vời để các bạn mở đầu một cái cuộc câu chuyện với người lạ. Thí dụ, bạn sẽ dùng cái mẫu câu là Can you recommend me? Anh có thể giới thiệu cho tôi. Thí dụ, Can you recommend me a good movie? Can you recommend me a good movie? Can you recommend me a good book? Can you recommend me a good place to eat? Anh có thể giới thiệu cho tôi một quyển sách hay. Anh có thể giới thiệu cho tôi một cái nơi ăn ngon. Anh có thể giới thiệu cho tôi một cái bộ phim hay.